rồi, thêm chi bắt em ngon. Nè các cậu, tôi cũng muốn đánh nữa, làm ơn cho tôi đánh với. Đồ ngốc, cậu vẫn chưa cử động được, đánh cái gì mà đánh. Ừ, sao đây đúng đó Luffy à, cậu nghỉ ngơi đi, cứ để bọn tôi lo cho. Cậu lo dưỡng sức cho khỏe đi. Mặc kệ các cậu nói gì, tôi cũng phải chiến đấu cho bằng được. Ta sẽ trả quân chương cho bất cứ ai xử được chúng. Nhanh lên, bắn chúng đi. Mọi người nhắm kỹ tạo bọn hải tặc mà bắn. Cậu ở đây chỉ choáng chỗ thôi Luffy. Bắn. À, nhưng tôi là thuyền trưởng chứ bộ, tôi không thể bỏ mặc các cậu được. Tôi đếm một, tôi đếm hai, ba. Ôi quên rồi, đạn bay về phía chúng ta. Các ngươi, cậu đã cứu tụi này rồi đó thuyền trưởng. Đúng là thuyền trưởng có khác ha. Ê, các cậu đúng là ác quỷ. Quá khen.